Trúc Linh kính chào quý vị khán giả người Việt TV đến với bản tin cuối tuần. Hôm nay là Chủ nhật ngày 31 tháng 3 năm 2024. Thưa quý vị, hôm nay và ngày mai là hai ngày lễ Phục sinh còn gọi là Easter Sunday và Easter Monday. Theo báo New York Post thì bất chấp lạm phát, người Mỹ đã chi 22 tỷ đô la cho lễ Phục sinh năm nay. Trong số đó, số tiền dành cho kẹo là con số đáng kinh ngạc với 3,1 tỷ đô la. Theo CNN, thì giá bán chocolate năm nay đã tăng 11,6% tại Mỹ do giá ca cao tăng đột biến sau khi Tây Phi là cái nơi mà chiếm khoảng 70% sản lượng toàn cầu đang phải vật lộn với tình trạng suy thoái kinh tế, bệnh cây trồng và các vấn đề khác về khí hậu tại Mỹ thì đã có khoảng 91 triệu con thỏ chocolate và khoảng là 16 tỷ hạt jelly bean được bán ra bên cạnh đó còn có hơn 1,5 tỷ pip hình chú gà con được bán ra vào dịp lễ phục sinh hàng năm thưa quý vị Pips là một cái loại kẹo dẻo có độ xốp như là bông gòn hay còn gọi là marshmallow Công ty tài chính Wallet -Hop cũng đã dự đoán rằng là năm nay tổng cộng người dân Mỹ sẽ chi khoảng 3,5 tỷ đô la dành cho trang phục lễ phục sinh để mặc đến nhà thờ, các hoạt động gia đình và các lễ kỷ niệm công cộng, ví dụ như là lễ diễn hành phục sinh và lễ hội Bonnet ở thành phố New York. Ngoài ra thì tổng cộng các bậc cha mẹ tại Mỹ cũng sẽ chi khoảng 3,4 tỷ đô la để mua quà cho con của họ. Và thưa quý vị, các bữa ăn chiếm một phần lớn trong chi tiêu dành cho lễ này. Người Mỹ chi khoảng 7,3 tỷ đô la cho các món ăn truyền thống trong ngày lễ, ví dụ như là các món dâm bông, thịt cừu, khoai tây và rau. Thêm vào đó là khoảng 45 triệu đô la nữa dành cho trứng phục sinh dành để trang trí. Và trong khi đó thì cái lễ lăng trứng phục sinh nổi tiếng tại Tòa Bạch Ốc được cho là tiêu tốn khoảng 1 triệu đô la để tổ chức vào mỗi năm. Như vậy thì tổng cộng hết tất cả các khoản chi tiêu này, công ty Wallet Hop ước tính là người Mỹ chi khoảng 22 tỷ đô la cho dịp lễ phục sinh năm nay. Chuyển sang bản tin tiếp theo, thưa quý vị, cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa nói là ông Trump quá bản năng khi đăng video trói Tổng thống Joe Biden. Chắc quý vị biết là mấy ngày qua, cựu tổng thống Trump đã đăng cái video có hình tổng thống Joe Biden bị trói sau xe pickup truck lên mạng xã hội trưa Social của mấy Trong cái video dài 20 giây này cho thấy là hai chiếc pickup truck cấm quốc kỳ Mỹ và dán đề can bày tỏ ủng hộ ông Trump chạy bon bon ngoài đường. Hình tổng thống Joe Biden bị trói tay chân nằm ngang được dán phía sau chiếc xe thứ nhì ông trump tỏ ý cho biết là đoạn video được quay ở new york vào một ngày trước khi mà ông tới đó để dự tang lễ ông jonathan dealer là cảnh sát viên của thành phố new york bị bắn chết khi mà đang làm nhiệm vụ và cái đoạn video này đã khiến cho cựu tổng thống trump bị nhiều người chỉ trích có người lưu ý là ông trump thường xuyên đăng hình ảnh rùng rợn có người khẳng định là cái đoạn video này đã vượt qua lằn ranh nghiêm trọng trong chính trị mỹ Ông Lauren Tripe là giáo sư trường luật Harvard viết trên mạng xã hội X rằng hình tổng thống Biden bị trói phía sau xe, bất lực, nhìn như thật. Ông Trump đang đe dọa tính mạng tổng thống, đó là tội đại hình. Nếu ai khác làm như vậy thì sẽ bị liên bang bắt giữ. Khi được hỏi về cái đoạn video thì ông Stephen Trump là phát công viên ban tranh cử của cựu tổng thống Trump lái sang những câu nói của phế dân chủ mấy năm nay mà ông Trump cho là đi quá xa. Trong số những câu nói được ông Trump nhắc lại có câu của tổng thống Joe Biden hồi năm 2018 về cái cuộn băng Access Hollywood từng gây xôn xao dư luận. Cuộn băng này bị tiết lộ trong cuộc vận động vận động tranh cử hồi năm 2016. Trong đó thì ông Trump và người điều hợp chương trình truyền hình là Billy Bus nói chuyện cực kỳ dâm dục về phụ nữ. Lúc đó thì ông Biden nói rằng, nếu chúng tôi còn học trung học, tôi sẽ đưa ông ta ra phía sau phòng tập thể dục đánh ông ta như tử. Ông Michael Tyler là người phát ngôn của ban tranh cử tổng thống Joe Biden gửi thông báo tới CNN cho biết là ông Trump thường xuyên kích động bạo lực chính trị và đã tới lúc người ta phải nghiêm túc để ý tới ông ấy. Cứ hỏi những cảnh sát viên quốc hội bị tấn công trong lúc bảo vệ nền dân chủ của chúng ta hôm 6 tháng Giêng. Thưa quý vị, cái video ông Trump đăng có hình trói ông Biden đã gây ra nhiều phản ứng mạnh mẽ, phần lớn là chỉ trích. Ngày 30 tháng 3, theo báo The Hill, cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa là ông Michael Steele đã gọi cựu Tổng thống Trump là visceral animal khi làm video như vậy. Ông Steele cho rằng là có thể cái việc suy nghĩ trước khi nói là quá sức đối với ông Trump và cảm thấy nghi ngờ về khả năng trí tuệ của ông Trump vì ông ấy hành xử quá bản năng trong chính trị và trong kinh doanh. Thưa quý vị, cái từ visceral animal mà ông Steele dùng để nói về cựu tổng thống Trump là một cái cụm từ ẩn dụ dùng để mô tả ai đó hành động theo bản năng hoặc cảm xúc bộc phát hơn là lý trí hay trí tuệ. Từ visceral khi đứng một mình nó có nghĩa là nội tạng hoặc là thuộc về nội tạng và trong bối cảnh cái bài phỏng vấn của ông Steele hiểu theo nghĩa bóng có thể tạm dịch là người không có não hoặc là bản năng động vật hoặc có thể hiểu một cách nhẹ nhàng hơn là người quá bản năng. Về ông Michael Steele, chắc quý vị ít nhiều cũng đã biết, mặc dù ông ấy từng là chủ tịch ủy ban quốc gia đảng Cộng Hòa, nhưng mà thời gian gần đây thì ông này lại lên tiếng ủng hộ Tổng thống Joe Biden vì cho rằng đất nước đã bị chia rẽ sâu sắc dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, một bài báo khác cũng liên quan đến cựu Tổng thống Trump. Báo The Hill vừa đăng bài viết của tờ báo bảo thủ Le Ferraro của Pháp à, phỏng vấn cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Trong cuộc phỏng vấn này, thì ông Bolton nói rằng sếp cũ của mình không có đủ đầu óc để làm một nhà độc tài khi trả lời thắc mắc về nhiệm kỳ tổng thống thứ nhì của ông Trump sẽ như thế nào. Nguyên văn của ông Bolton tạm dịch như thế này ông ấy không có đủ đầu óc đâu nhờ trời ông ấy chỉ là một đại gia địa ốc chắc quý vị còn nhớ là hồi đầu tháng 3 này thì cựu tổng thống trump đã gặp gỡ thủ, thủ tướng của hungary là ông victor Orbán tại Mar-a-Lago ở florida của ông ấy cuộc hội kiến giữa hai người như ngầm xác nhận rằng vị cựu tổng thống vẫn ái mộ các nhà lãnh đạo đạo độc tài mà mọi người vẫn cho là trở ngại lớn của nền dân chủ thế giới và ông trump thì thường đưa ra những lời ca ngợi một số lãnh tụ các nước mà hoa kỳ coi là đối thủ vì cựu tổng thống từng cho biết là ông đã nhận được những lá thư hay đẹp mà lãnh tụ bắc hàn kim jong un từng gửi cho ông và ông còn gọi chủ tịch trung quốc tập cận bình là một con người tử tế trước đây ông trump từng nói rằng là nếu tái đắc cử thì ông sẽ không trở thành một nhà độc tài ngoại trừ có một lúc nào đó thôi Ông Putin nhận định rằng rất có thể ông Trump sẽ đưa Hoa Kỳ ra khỏi khối NATO một khi ông đắc cử. Từ lâu thì ông Trump vẫn lên tiếng chỉ trích các nước thành viên NATO nào đã không chịu chi tới mức 2% tổng sản lượng quốc gia vào việc quốc phòng và đe dọa là sẽ rời bỏ NATO chừng nào mà ông còn tại chức. Ông còn bảo là tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đối xử với các thành viên NATO cách nào đó tùy thích. Ông Putin còn quả quyết rằng là ông Trump đã nói sao thì cuối cùng là sẽ làm y như thế đấy, chứ không phải là chỉ để mặc cả gì đó với các nước trong khối NATO đâu. Bản tin tiếp theo thưa quý vị, trong ngày hôm qua thì chúng tôi có đề cập đến việc là số người Trung Quốc tìm cách vượt biên vào Mỹ đã tăng đột biến trong thời gian gần đây. Trong năm tài chính 2023 thì đã có khoảng 22.000 người Trung Quốc chạm trán với giới chức an ninh ở biên giới phía Nam, cao gấp hơn 10 lần so với con số 2.176 người của năm tài chính 2022. Một th nhóm thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã cảnh báo vào năm ngoái rằng đã có rất nhiều trường hợp được ghi nhận về các công dân Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tham gia hoạt động gián điệp, đánh cắp bí mật quân sự và kinh tế của Mỹ. Theo tin của Fox News, ngày, 3, ngày 30 tháng 3, thì một người nhập cư bất hợp pháp Trung Quốc đã bị bắt sau khi lái xe vào căn cứ thủy quân lục chiến ở California mà không được phép và còn phớt lờ lệnh yêu cầu rời đi. Người phát ngôn của Tư lệnh Huấn luyện và Giáo dục của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ nói với Fox News rằng Người đàn ông này đã cố gắng tiếp cận trung tâm tác chiến trên bộ trên không của thủy quân lục chiến ở 29 Palms, California mà không có giấy tờ tùy thân hợp lệ. Các giới chức ở căn cứ này đã liên hệ với cơ quan thuế và biên phòng và sau đó thì người đàn ông này bị bắt giữ. Hiện chưa rõ thì người đàn ông này vào khu vực căn cứ thủy quân lục chiến vì tò mò hay vì mục đích nào khác. Cơ quan thuế và biên phòng Hoa Kỳ ngày 30 tháng 3 nói với Fox News rằng họ không bình luận về các vấn đề thực thi pháp luật nhạy cảm, nhưng hợp tác chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật, tình báo và liên bang để xác định những người có thể gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia hoặc là an toàn công cộng. Bản tin kế tiếp thưa quý vị, phần đông người Mỹ cho rằng di dân đem lại lợi ích nhưng vẫn có nguy cơ. Theo cái cuộc thăm dò do hãng tin AP kết hợp với trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng NORC cho thấy là phần lớn người trưởng thành ở Hoa Kỳ tin rằng dân nhập cư góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của cả nước Mỹ và tạo ra những cái đóng góp quan trọng cho văn hóa Mỹ. Nhưng khi nói tới dân nhờ nhập cư hợp pháp, người Mỹ trưởng thành lại không thấy nhiều lợi ích như trước đây mà ngược lại có nhiều rủi ro hơn. Cứ 10 người Mỹ thì có khoảng 4 người nói rằng khi dân nhập cư tới Hoa Kỳ hợp pháp thì việc các công ty Mỹ có được chuyên môn của những người lao động lành nghề trong các lĩnh vực như là khoa học và kỹ nghệ sẽ đem lại một lợi ích lớn. Một tỷ lệ tương tự tức là khoảng 38% cũng nói rằng là dân nhập cư hợp pháp đóng góp lợi ích lớn bằng cách làm phong phú thêm cho nền văn hóa và giá trị Mỹ. Còn hồi năm 2017 thì có đến 59% người Mỹ nói như vậy. Đảng Cộng Hòa có khuynh hướng cho rằng là nhập cư là một vấn đề quan trọng đối với cá nhân họ khi 41% nói rằng nguy cơ lớn là dân nhập cư hợp pháp sẽ phạm tội ở Hoa Kỳ mặc dù nhiều nghiên cứu cho thấy là dân nhập cư ít bị lôi kéo vào tội phạm bạo lực hơn là dân bản địa. Trong khi đó, hồi năm 2017, chỉ 20% nói như vậy. Nhìn chung thì đảng Cộng Hòa nhìn thấy nhiều rủi ro to lớn hơn và lợi ích ít, ít hơn từ các cá nhân nhập cư hợp pháp lẫn phi pháp, mặc dù họ có khuynh hướng quan tâm nhiều nhất tới dân nhập cư phi pháp. Hơn thế nữa thì 80% cử tri Cộng Hòa cho rằng dân, dân nhập cư không có giấy tờ sẽ tạo gánh nặng cho các chương trình dịch vụ công cũng như là chiếm lấy công ăn việc làm của người dân Mỹ. Tuy nhiên thì các thành viên Đảng dân chủ lại nhìn thấy nhiều lợi ích từ dân nhập cư hơn, mặc dù cuộc thăm dò cho thấy là chỉ một nửa số thành viên Đảng dân chủ hiện cho rằng dân nhập cư hợp pháp đang có những đóng góp quan trọng cho các công ty Mỹ, giảm hơn 20 điểm phần trăm so với hồi năm 2017. Nhưng có vẻ như họ cho rằng cư dân đến từ những nơi khác nhau trên thế giới để thoát khỏi bạo lực hoặc tìm kiếm các cơ hội kinh tế là vô cùng hoặc là rất quan trọng cho bản sắc Hoa Kỳ với cương vị là một quốc gia đứng đầu thế giới. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị nghĩ rằng đặc vụ chính phủ dám dùng búa tạ để phá cổng dinh thự riêng của tổng thống đương nhiệm để vào khám xét hay không? Vậy mà chuyện này vừa xảy ra tại Peru. Truyền thông Peru cuối tuần này lan truyền rất nhiều hình ảnh xảy ra vào cuối ngày 29 tháng 3 về việc các đặc vụ chính phủ thuộc một đội điều tra đột nhập vào dinh thự riêng của tổng thống bằng bố tạ trong một chiến dịch đột kích được cơ quan tư pháp cho phép theo yêu cầu của văn phòng tổng trưởng lý. Theo tin của hãng thông tấn AP, tổng thống của nước này là bà Dina Boluarte đang bị điều tra sơ bộ vì sở hữu một bộ đồng hồ đeo tay xa xỉ chưa từng được tiết lộ từ lúc bà lên nắm quyền vào tháng 7 năm 2021 với cương vị là phó tổng thống và là bộ trưởng hòa nhập xã hội. Sau đó bà trở thành tổng thống vào tháng 12 năm 2022. Ban đầu thì bà tuyên bố là sở hữu ít nhất một đồng hồ Rolex như là tư trang có từ lâu và nhờ thành tựu cá nhân từ lúc 18 tuổi, đồng thời kêu gọi giới truyền thông không đào bới về các vấn đề riêng tư. Đầu tuần này thì tổng trưởng lý Quang uh, Wilana, Wilana lên án bà Boquete, yêu cầu hoãn buổi trình diễn trước tòa của bà trong 2 tuần và nhấn mạnh là bà có nghĩa vụ phải hợp tác điều tra. Thưa quý vị, bất ổn chính trị không phải là cái điều mới mẻ ở Peru. Quốc gia này đã trải qua 6 đời tổng thống trong vòng 5 năm qua. Nhưng nhiều người coi những cái tuyên bố gần đây của bà Powate mâu thuẫn với cam kết trước đó của bà là nói sự thật với các công tố viên. Chính vì vậy đã làm cho cuộc khủng hoảng chính trị nổ ra từ việc bà sở hữu đồng hồ Rolex mà không rõ từ đâu có thêm khuất tức. Tổng trưởng lý nhấn mạnh là nghĩa vụ của bà Powate là phải nhanh chóng đưa ra ba cái đồng hồ Rolex để phục vụ điều tra, cảnh cáo là không được nhường lại hoặc không được tiêu hủy đồng hồ. Bà Vowatere là một luật sư, năm nay 61 tuổi, thăng tiến từ một viên chức quận bình thường lên làm phó tổng thống dưới thời tổng thống Castillo vào tháng 7 năm 2021. Sau đó đảm nhận chức vụ tổng thống vào tháng 12 năm 2022, sau khi ông Castillo bị luận tội do cố gắng giải tán quốc hội và cai trị bằng sắc lệnh các nhà phê bình cáo buộc chính phủ bovate càng ngày có khuynh hướng độc tài khi ngăn chặn các yêu cầu bầu cử sớm và bắt tay với các thành viên quốc hội sửa đổi các luật định có nguy cơ làm suy yếu tính chất độc lập của hệ thống tư pháp peru Bản tin tiếp theo liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị trong mấy tuần qua hẳn là quý vị đã nghe nhiều về vụ việc gia đình Tân Hiệp Phát là ông Trần Quý Thanh cùng hai cô con gái bị bắt và bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Báo Tuổi trẻ ngày 31 tháng 3 đăng tải bài viết tiết lộ thêm một vụ việc xảy ra ngay trước ngày bà Đặng Thị Kim Oanh khởi kiện. Vụ việc này đã khiến cho nhiều người ngỡ ngàng. Đặc biệt là với những ai từng hâm mộ bà Trần Uyên Phương, cô con gái lớn của ông Trần Quý Thanh, ở trước đây từng được rất nhiều tờ báo trong nước hết lời ca ngợi cũng như là bà này từng nhận được nhiều giải thưởng doanh nhân thành đạt. Đó là cuộc gặp gỡ giữa nữ đại gia bất động sản Đặng Thị Kim Oanh, chủ tịch công ty địa ốc Kim Oanh và bà Trần Uyên Phương vào cuối tháng 10 năm 2020. Sau khoảng 20 phút trao đổi về hai dự án bất động sản Minh Thành và Nhân Thành ở Đồng Nai và việc giao dịch tiền, khi bà Uyên Phương đứng lên chuẩn bị rời đi thì bà Kim Oanh bất ngờ quỳ xuống sàn nhà và nói rằng Chị quỳ lại em, chị đau khổ. Bà Kim Oanh vừa quỳ, chắp tay vái và khóc trước bà Uyên Phương. Tuy nhiên bà Uyên Phương vẫn nói là em không xử lý được đâu chị bà bỏ ra khỏi phòng hợp. Theo kết luận điều tra, thì sau cuộc gặp xin chuột lại hai dự án bất động sản nhưng bị từ chối, thì bà Kim Oanh có đơn tố cáo ông Trần Quý Thanh và hai con gái lừa đảo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các giao dịch vay mượn tiền giữa bà Đặng Thị Kim Oanh và cha con ông Trần Quý Thanh diễn ra từ năm 2019 cho đến năm 2020. Bà Oanh vay 500 tỷ đồng Việt Nam từ phía ông Trần Quý Thanh. Các bên giao dịch thông qua việc bà Oanh ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng cổ phần công ty Minh Thành và thỏa thuận à, chuyển nhượng cũng như là nhận chuyển nhượng dự án Nhân Thành cho phía ông Thanh. Mỗi công ty này là chủ đầu tư một dự án bất động sản có địa điểm ở tỉnh Đồng Nai. Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, thì ông Thanh và hai con gái đã thông qua môi giới cho vay tiền với lãi suất là 3% một tháng, nhưng yêu cầu các chủ tài sản dự án phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản cổ phần của dự án để che giấu bản chất cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ là trả nợ gốc, nợ lãi, theo thỏa thuận thì bên cho vay tức là cha con ông Trần Quý Thanh đã đưa ra các lý do để không trả lại tài sản cho chủ tài sản. Theo cáo trạng thì có 4 bị hại vay tiền của ông Trần Quý Thanh sau đó bị chiếm đoạt tài sản gồm có là ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Trung và bà Đặng Thị Kim Oanh. Tổng giá trị bị chiếm đoạt của bốn bị hại lên đến 1.048 tỷ đồng. Trong đó thì bà Đặng Thị Kim Oanh bị chiếm đoạt số tiền lớn nhất lên tới 880 tỷ đồng. Kết quả định giá xác định là giá trị chiếm đoạt dự án bất động sản Minh Thành là hơn 427 tỷ đồng, còn dự án Nhơn Thành là hơn 453 tỷ đồng. Thưa quý vị, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định đưa xét xử, đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án này. phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 4 cho tới ngày 25 tháng 5 25 tháng 4 tới tại Sài Gòn. Thưa quý vị, bản tin của chúng tôi xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chúc quý vị có hai ngày lễ phục sinh thật nhiều niềm vui và xin hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.